Em có mệt không? Em mệt mà em còn đau chân nữa. Anh hỏi tôi chứ hỏi cô đâu. Có, em mệt quá trời luôn nè. Ủa anh Cường, anh nói là anh hỏi em đi. Anh hỏi Hằng, mệt lắm hả? Để anh phụ cho nha. Đẩy chung mày. Đứng lại, mày đứng lại chưa? Mày ngồi mày chạy đi đi. Mày là cái thằng lần trước móc túi tao đúng không? Ủa Hương, cái gì vậy Hương? Cướp, cướp. Em làm cái gì vậy? Em có thấy một người áo đen chạy ngang qua đây không? Dạ không. Cái gì vậy Hương? Chuyện này là sao vậy? Em móc túi người ta hả? Anh hỏi em móc túi người ta hả? Không trả lời được anh thì đi với anh lên công an. Em có sao không? Em làm mấy chuyện này từ bao giờ Hương? Từ cấp 2. Gì? Từ cấp 2 hả? Tại cuộc sống của em nó phức tạp lắm. Chứ em cũng đâu có muốn như vậy đâu. Không có muốn mà làm chi? Từ ngày mà anh biết em tới bây giờ á, anh luôn nghĩ em là người tốt. Tới bây giờ anh vẫn nghĩ em là người tốt. Hương, nghe lời anh nha, đừng có làm mấy chuyện đó nữa, được không? Em hứa với anh, từ đây về sau em không bao giờ làm những chuyện này nữa. Thiệt không? Thiệt, em hứa mà. Hứa là phải giữ lời đó. Đi, về. Chân còn đau lắm hả? Hơi đau. Đừng có đi về được không? Được. Thiệt tình á, thôi lên anh cổng về nè. Anh cổng em hả? Lên. Hình như anh Cường. Hằng. Anh làm cái gì vậy hả? Anh thấy Hương bị trật chân á, không đi được, cho nên là anh cõng Hương về thôi à. Đó là lý do anh đuổi em về, để cho hai người thoải mái hẹn hò đúng không? Nói cái gì vậy Hằng? Không có có, em đang hiểu lầm anh á. Hằng, em nghe Hằng, em nghe anh nói. Anh xin lỗi nha. Hằng, nghe anh nói cái coi. Hồi nãy á, anh thấy Hương gặp mấy cái người xấu, cái Hương mới bỏ chạy rồi mới bị té trật cái chân sưng to lắm. Anh thấy vậy cho nên là anh mới cõng Hương về thôi à. Anh lúc nào cũng hương. Anh nói cho em nghe coi, từ lúc nào mà Hương xen giữa tụi mình vậy? Nói cái gì vậy Hằng? Anh thấy Hương là đồng nghiệp rồi ở chung xóm nữa, cho nên anh mới giúp chứ có cái gì đâu. Tin anh đi Hằng. Em biết là anh có mình em à. Anh yêu có mình em à Hằng. Vậy tại sao hồi nãy anh bỏ em một mình? Anh có nghĩ tới em không? Anh xin lỗi. Thì tại hồi nãy anh giận quá. Tại em nói em chán anh đó, cho nên anh mới giận chứ bộ. Tại anh vô dụng quá, cho nên mới để em phải nói dối người ta. Chứ mà anh mà tài giỏi thì anh đâu để em phải nói dối đâu. Anh xin lỗi nha. Không phải lỗi tại anh đâu, vì em quá cần anh. Nếu thiếu anh em đâu có sống nổi, nên em mới nói dối. Anh xin lỗi. Xin lỗi mà. Thôi không có khóc. Mỗi lần em khóc là anh đau lòng lắm á. Vậy thôi mình về nhà đi, em đói rồi. Để anh thấy hình như Hương đi không nổi á, anh qua đưa Hương về nha. Không.
Cô ăn cái gì mà nặng quá vậy? Em có nặng đâu chị. Em có nặng không anh Cường? Hả? Nhìn cái gì? Móc mắt cô bây giờ. Đừng có mà lộn xộn nha. Hung dữ quá à. Nhìn gì nữa đó? Thì em nhìn cây nhìn cỏ mà chị. Cô không cần nhìn gì nữa hết á. Nhìn ra phía trước đi. Em chết không? Đừng có tưởng tôi không dám đánh cô nha. Ôi chị bạo lực quá à. Tôi vậy đó. Biết điều thì nhìn ra chỗ khác đi. Em có mệt không? Em mệt. Em mệt mà em còn đau chân nữa. Anh hỏi tôi chứ hỏi cô đâu. Có, em mệt quá trời luôn nè. Anh Cường, anh nói là anh hỏi em đi. Anh hỏi Hằng, mệt lắm hả? Để anh phụ cho nha. Ừ, để chung mày. Ôi, chuyến xe bão táp. Quý khán giả ơi, hãy nhanh tay cùng đề cử cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng năm 2022 nhé. Bước 1, truy cập vào trang web maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử và điền thông tin theo yêu cầu. Bước 2, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Giấc mơ của mẹ và bấm gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, viết liền không dấu và gửi đến số 8100. Mức phí của mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Cảm ơn quý khán giả luôn yêu thích bộ phim Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.